Hi, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với video ở chợ phiên tiếp theo trên kênh Sapa TV. Hiện tại Hải đang có mặt tại chợ phiên Sìn Hồ Cao, Lai Châu các bạn ạ. Đây, đang đưa các bạn đi trải nghiệm một chút ở quanh cái khu vực chợ phiên này xem là họ có những cái gì nhé. Ở đây thì như mọi người nói thì buổi sáng sớm các bạn ạ, tầm khoảng 3 giờ, 4 giờ là mọi người họp bán đương quy. Đây là Lan này cơ. Đấy, đây này, đây là những cái là đương quy mọi người bán, còn những ngọn sót lại kia. Đấy, gốc đương quy đây thì rất là nhiều luôn. Cái nấm này bán như nào đây? Hả? Một bát bao tiền? À, ở đây họ lại không tính theo cân các bạn ạ. Đây là một loại nấm này rất là ngon luôn. Nấm này là 10.000 một bát này các bạn nhé. Đấy. Đấy, tính theo bát. Cái này là gì đây? Rượu à? Bán nấm này mua rượu à? Thấy không? À mua xăng á? Cái này bao nhiêu tiền một cân đây? Vâng. Rau này rau gì đây? Hả? Rau đắng à? À. Rau chanh leo à? À đây đây ngọn chanh leo mà. Ơ chanh leo ăn được à? Được mà, đáng tốt đấy. À tốt à? Họ bán cả ngọn chanh leo các bạn ạ. Ở đây là bán củ riêng này. Phía trong này là phía trong này là mộc nhĩ và đấy. Và bên này là măng các bạn nhé. Cảm ơn nhá. Khu vực này là đương quy này. Ở đây thì nó là vùng dược liệu, vùng của đương quy rồi. Đấy. Thủ phủ của đương quy rồi. Vâng. Đây là các cô người Mông, người Dao. Cô là người gì đấy? Người Dao à? Người Dao à? À, người Dao à? Ba là người Mông đúng không? À, Mông. À, ở đây là có cả chuột mà. Con chuột hun khói các bạn ạ. Đấy, giềng, rong. Cái hoa này là hoa gì đây mà lạ đấy nhỉ? Hoa gì? Hoa gì? Lại hoa đắng nữa. Để làm thuốc à? Hoa đắng các bạn ạ. Còn ở đây là cái gì đây? Chuối khô này, mật ong này. Ở trên này rất nhiều những loại chuối để anh em về ngâm rượu nhé. Anh em nào mà ông nào bị yếu sinh lý thì mua loại chuối này về rất tốt này, chuối hột này, rồi cả chuối nữa. Ớt nhỏ mà cay lắm, không lại ớt này. Trên này ớt này cay lắm. Và đây là mật ong các bạn nhé. Mật ong rất là nhiều luôn này. Mình thích đi những cái chợ ở phía trên đấy các bạn ạ, vì là những chợ đây là còn nguyên bản, nguyên sơ. Đấy, hai vợ chồng kia mua được đôi dép tổ ong này. Đây là bán chuối à? À, ở đây có cái cây này ăn nó hơi chua chua đúng không nhỉ? À, gọi là cây chua chua. Vâng, gọi là cây chua chua này. Trước là đi rừng này hay lấy cái này ăn. Có đây là củ rong. Chi pâu. Chi pâu à? Củ này là bao tiền một cân này? 15.000 một cân à? Củ rong này luộc ăn ngon đấy nhỉ? Hả? Có luộc được không? Có ăn được không? Có luộc được không? Không biết à? Chi pâu à? Bán hàng mà chi pâu thế này thì chịu rồi. Bán hàng hỏi thì cứ bảo là chi pâu thôi, không biết rồi. Mình cũng không biết được củ rong gì nữa. Ở khu vực đằng kia là bán lợn các bạn ạ. Nhưng mà mình quay lợn này hay bị YouTube nó xóa lắm. Bây giờ nó làm chặt. Quay mấy cái đấy là nó ở trong lồng các bạn ạ. Nó có cho mình là ngược đãi động vật. Đây là đương quy này. Đương quy anh em mua về tần gà, tần chân giò. Đương quy. Bao tiền? Đây có một ít ba kích. Anh em
ông nào mà ISL thì cũng uống hoa kích thì tốt này. Đấy. Nhưng mà loại này các bạn phải rút lõi đi nhé, bỏ ra rút lõi đi thì nó mới tốt, chứ mà nếu không để lõi là không tốt. Măng hả anh? Cái măng này bao tiền cân đấy? 15.000 cân à? Măng bà con vừa mới lấy về xong tươi luôn. Con ngan này đi bán à hay đi mua về? Bao tiền con ngan đây? Hả? 100.000 một cân à? Ngan là 100.000 cân các bạn ạ, kìa. Đây là khoai gì đây? Cái sọ à? Ừ. Khoai sọ này, bi chuối này. Ở đây là một cái chợ mà nó còn rất nguyên sơ luôn đấy các bạn ạ. Mọi người đúng là có là cái gì là mang ra bán cái đấy đâu mà. Hello, chào em. Mua được nhiều đồ chưa? À, đấy. Khoai này là khoai gì mà nhìn nó to đấy nhở? Khoai này bao tiền một cân đấy? Một cân 10.000 à? Khoai này chắc ăn bở lắm đấy nhỉ? À, ok. 10.000 một cân các bạn ạ. Này chắc là tí nữa sau khi mà quay phim xong thì mình chắc mua hết luôn đấy, mang về ăn dần. Ở bên này là sả này, ở đây là thủ phủ của sả các bạn nhé. Ở đây mọi người bán được thì bán cái sả này về để ăn, chắc là ăn thịt chó đấy. Còn ở đây họ nấu tinh dầu sả, họ cắt cái lá ra nhé. Cái này là dọc bùng à? Hả? Hả? À, ngó khoai. Ê, không biết nấu là không ngứa đâu. Bên này là lá dốc tanh này, rau má này. Đấy, đu đủ. Ho thế nhỉ? Hả? Hay Covid rồi. Nguy hiểm lắm các bạn ạ. Đấy, ho quá. Anh em biết là mình đi quay cái này cũng rất là nguy hiểm luôn đấy. Cái này là bánh à? À. Bán được cái nào chưa mà đã có cái phiếu 2.000 rồi. Phiếu chợ 2.000. Đây là cái bi chuối to chưa? Bi chuối này phải nấu với rúi các bạn ạ. Có thịt rúi nấu thì ngon. Riềng già này. À, giới thiệu với anh em. Ở phía trong này là nó có con sâu. Đúng không? Con sâu chít đấy. Cái này là mình mang về ngâm rượu anh em ạ, uống thì cứ gọi rất tốt cho sinh lý của đàn ông nhé, nam giới. Nhặt hết cho vào túi. Bên này có bao nhiêu bó? Hả? Đây này anh em ạ, tôi lần này đi tôi phải mua về để tôi ngâm rượu. Thế này là để sâu chít, em đếm cho anh xem bao nhiêu bó đây, bao nhiêu bó? Đây à? Có xem có bao nhiêu bó tất cả? Có bao nhiêu bó tất cả? Đếm hết đi, anh mua hết luôn. 35 bó à? Ok. Đấy, mình vừa mới thửa được ít sâu chít các bạn ạ. Tất cả của em có bao nhiêu mấy, ba mấy bó? Còn 13 bó à? Thế thì mua hết luôn. 33 bó rồi. Được. Thế thì mai đi rừng lấy có bao nhiêu chuyển hết ra cho anh nhá. Để anh về anh ngâm rượu để phục vụ cho mấy ông yếu sinh lý. Mấy ông ISL đây. Anh em tưởng lấy cái này mà dễ à? Cực kỳ khó luôn anh em nhá. Đấy. Tại sao mà bảo là cái sâu chít này nó quý ở cái chỗ đấy. Cho hết rồi đi. Nhưng mà uống cái rượu này thì cái này nó có cứng lên không? Nó có cứng như này không? Hả? Không biết không cần uống. Không cứng thì mới uống. À không cứng thì mới uống đúng không? Cứng thì không chịu được. À cứng quá không chịu được à? Rồi nhá, tôi tin tưởng ông ấy nhá. Anh em bảo là ô uống cái này thì nó cứng lắm đấy. Thế đây là hai bà vợ à? Vợ đây à? Thế mấy đứa con rồi? Hai đứa anh ạ. Hai đứa thôi à? Thôi dừng lại ở hai đứa nhá. Dừng lại ở hai đứa nhá, không cứng quá này làm thêm mấy đứa là chết. Từ từ lấy một cái mấy cái bao này nữa. Cho nó cái bó vào đây. Mở ra.
Ok ok không sao. Có. Con đúng không? Bảo là mang hết rồi đây, mua hết. Có bao nhiêu bó mua hết các bạn ạ? Sầu chít mà. Bây giờ nó phải vào mùa thôi nha, nếu mà nó chỉ cái này thu hoạch trong vòng mấy tháng nhỉ? Được em một tháng không? Một hai tháng không? Bao nhiêu lâu thì nó hết vụ? Cái này á? Ờ. Bây giờ trở tin sắp hết vụ rồi. Sắp hết vụ rồi đúng không? Hết vụ thì khỏe. Gần mình thu lúa xong rồi bắt đầu trưởng ra. Rồi rồi rồi. Ông nói mãi chẳng nghe được. Rồi. Thì bây giờ tiếp tục đi xem mà ở chợ này nó có cái gì hay hay nữa không? Có cái cây gì mà ngổng nó dài thế này? Cái này cây gì đây? Hả? Lại cây thuốc cứng chim tiếp. Lại cứng chim ngâm rượu. Thôi. Lắm hàng thế nhỉ? Có phải Ngọc Cẩu không? Không phải Ngọc Cẩu đúng không? À, ôi dồi ôi, toàn thuốc cứng chim thế này thì chết thôi các anh em ạ. Nguy hiểm quá. Đây là xả này, bánh đúng không? À, ở đây mình thấy là ở đây có cả măng các bạn ạ. Nhưng mà măng này có vẻ là hơi xấu. Màu nó không được đẹp. Vì thực ra là đối với bà con ở trên này phơi thủ công. Mà trên vùng cao này không phải là lúc nào trời nó cũng nắng đẹp các bạn nhé. Đấy, đâm ra là có thể là phơi một buổi nắng xong rồi lại dính mấy buổi mưa, mấy buổi mù. Đâm ra là nó cái màu nó không đẹp. Nhưng cơ bản là ở đây cái hàng này là bà con không dùng chất bảo quản này anh em ạ. Bà con không dùng chất bảo quản. Đâm ra là cái hàng này nó ăn nó rất là đảm bảo, yên tâm. Ngoài măng ra, măng nứa ra, ở đây anh em mình còn thấy là ở đây có ngọn hoa đu đủ này. Đấy. À đây là cái này là rau đu đủ. Rau đu đủ này về luộc lên xong rồi cuốn mẹ là thịt lợn ba chỉ các bạn ạ. Chấm mẹ là mẻ, chấm hết luôn. Ngon. Ớt chỉ thiên khô này. À, một cái chợ mà họp ở ngay chỗ sân vận động các bạn ạ. Nhưng mà bà con mặc dù không đông nhưng mà mình thấy là khá là nhiều những cái mặt hàng mà bà con lấy từ núi rừng ra để mình đi kiếm xem còn cái sâu chít nữa không. Nhưng mà còn quả sâu chít thì lấy tiếp mà. Thế này là ui con gà ngon thế. Đương quy tươi nhỉ. Đương quy này ngon này, đương quy này nhiều rễ này. Đây này. Anh em nhìn cái củ đương quy này. Đấy nó phải nhiều cái rễ như này này mới tốt rồi. Đấy. Đương quy nhà này ngon đấy. À giống giống khoai sâm, có nghĩa là giống cây sâm đất, giống sâm đất. Đúng rồi. Rồi, biết rồi, biết củ nữa rồi. Đây, cái củ nó giống như này, ở bên y tí thì nhiều lắm. Cái này ông đi... Thế ông đi y tí mang về à? Mang về. À, thế này. Ôi, mang giống ở bên mình về anh em ạ. À, đi tí mang về, thế thì là giống của bên mình rồi. Cái này tốt không ạ? Cái này ăn ngon đấy. Vâng, đây là cái măng này. Còn đây là ít lá đắng anh em nhé. Lá đắng này về nấu canh đắng này. Em thấy không? Đây rất là nhiều dược liệu luôn. Nhiều loại để ăn. Bên này là... Vâng, cũng là nấm các bạn ạ. Cái này là cái gì đây? Củ gì đây nhỉ? Ở đây là có cái rau cải vàng vàng này. Rồi cải mèo các bạn ạ. Và đặc biệt ở đây có cái rau dấp tanh. Đấy, rau dấp tanh. Măng này là bán bao tiền một cân đấy? 20 à? Ờ. Măng vừa mới đào xong đấy nhỉ? Tươi. Tí hãy mua một ít về luộc các bạn ạ. Đây là sắn các bạn ạ. Sắn này, măng này. Ê, cái con gì mà giống như con sâu này? Hả? Cái này là cái quả gì ấy chứ? Quả thuốc à? Quả thuốc à? Nhìn giống con sâu nhỉ?
lấy 20.000 măng về luộc các bạn, ăn một bữa thôi, ngon. Chọn cho cái ngon đấy nhá. Ừ, chọn đi, tự vào chọn đi. Hôm nay không có ngô nhỉ? Không có ngô luộc à? À, cái này là cá suối à? Cái này bán như nào đây? Một lạng 10.000 à? Thế đây cái này thì sao? Đâu sao nào? Bao tiền? À, 1 cân 100. Thế thì cân cho mình cái kia đi. Mỗi cái đâu đổ ra xem nào, xem cá có ngon không? Ngon lắm. Cá giếc à, suối thật không? Con này cá chia đấy, cái này cá giếc đấy. À, cái này về mình kho với lại là kho với dưa các bạn ạ, kho mục lên ăn ngon lắm. Ăn cơm thì tuyệt vời luôn. Rồi cho một cái này đi. Ờ, cái đấy là không mua rồi. Hả? Không mua rồi. Cái gì? Bác cho cô đâu, cô đã mua rồi. À, có người mua rồi à? Ôi giời ơi, thế mà không bảo mình. Thế thì cái này bây giờ múc cái này thế à? Đâu thử lấy cái gì múc lên xem nào. Lấy cái rổ múc lên thử. Cái này thì về chiên đi các bạn ạ, chiên giòn đi. Nhiều dầu. Đây ngon lắm, không đá đâu. Hả? Cái này không cần mổ ha? Cái này ở suối à? Cái này cá bắt ở hồ, cái hồ mới, cái hồ to bên kia đây. À, cái này bắt ở hồ chứ không phải ở suối à? Ừ. Rồi ok, cái này lấy chắc là chả đủ 1 cân đâu chứ. Cái này chắc mấy lạng nhỉ? Mà. À thế à? Ok, lấy hết luôn anh em ạ. 150 à? Ôi dồi. Vừa kia nhà bên kia bán 100 xong. Lên này đã 150 rồi. Cá này gọi là cá gì đây? Hả? Cá mua kia em bán 6-7 nghìn. À, 150 đắt hơn. 150. Thế còn tôm này? Tôm này bán như nào em? 220 à? Cũng mặn nhỉ. Cá này thì về chiên à hay là kho? Cá suối ngon nhỉ. Khu vực này nhiều măng đấy, đúng là cái mùa này đang là mùa măng mà. Còn ở đây là cái gì đấy? Cái này bán bao nhiêu tiền một con này? Con này là cá gì đây? Cá suối à? Thế một con 20.000 à? À, sấy khô hết rồi à? Thế cái này về làm món gì thì ngon? Hấp. Hấp lên ngoài, hấp lên sốt cà chua à? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 con nữa không? Hết rồi à? Đâu mang nó ra đây nào. Được, có loại cá suối này về ngon lắm anh em ạ. Vừa hết 3 cân rồi à? Thế nhà có sấy nhiều không? Có, tìm được thì sấy. À, tìm được cá suối thì mới sấy à? Ừ. À. Ai ô, cũng nhiều đấy chứ. Trời ơi. À, ngon nha. Loại này về hấp lên. Ngon. Ngon lắm, cá suối này ngon. Ừ. Mình cá này là cá ở suối đó mà nên là ngon lắm anh em ơi. Tuyệt vời. Ướp gia vị mắc khén cái gì đủ hết. Ướp mắc khén rồi đúng không? Ừ, ướp đủ hết rồi. Ướp đủ rồi, chỉ việc ăn thôi nhỉ. Ừ. Chỉ việc hấp lên nó nóng thì ăn thôi đúng không? Ừ. Rồi, cảm ơn nhá. Thế nên nào lại đi tìm tiếp nhá. Ừ. Ok. Con này được cái làm thuốc. Vâng, quả giữa rừng này to này. Quả này mà làm thuốc thì hết ý luôn. Quả này bao tiền đấy hả bà? À, quả này 100.000 ạ. Ủa, hẳn một quả to luôn này. Trước kia nhiều người cứ hay hỏi Hải ấy, nhưng mà bây giờ thì lại chả biết là chả lưu số điện thoại của các bạn ấy. Thế cái đào này là bán bao tiền một cân đây? Đây là đào đầu vụ anh em nhé. Còn rất nhiều lông này. Đào này đào đúng kiểu bà con ở trên này luôn đấy. Đây. Bao tiền cân? 10.000 à? Lấy hết là 10.000 à? Rồi lấy hết đi. Cho hết vào túi. Cho vào ấy. Cho lấy một cái túi to này. Đào này ngon lắm này anh em này. Mua hết luôn. Cho hết vào túi đi. Mua về không rồi rửa các bạn ạ. À rửa cho nó hết cái lông đi chứ không anh em cứ ăn như này nguyên lông này nó hay bị ho. Kìa nhanh lên cứ buôn dưa lê nữa. Vừa bán hàng mà còn vừa buôn dưa lê này nó chịu bà rồi. Ở đây nhiều loại dao thế nhở. Nào, nhiều loại dao chưa? Dao mèo các kiểu luôn.
rau mèo, rau quắm này. con phóng lợn này bao tiền? 70.000. À, con phóng lợn này 70.000 này. Cái này mỏng nha. Đấy, con loại dày dày này mới tốt này. Đây rau mèo anh em nhé. Khu bên này cũng rất là nhiều rau mèo. Đại ca còn lấy dao vừa lấy còn cắt móng tay nữa. Chính đỏ dao nên sắc ấy. Chợ này bé bé mà nhiều đồ thật các bạn. Anh em nhìn mình mua lan rẻ không? Vừa đây mình mua nhá. Có hết có hai cái đấy, hai một, cả một đống này luôn. 200.000 anh em ạ. Vãi chưởng. Mình cũng chả biết là nó là loại lan gì nhưng mà thôi.